Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Song Joong Ki chính thức trả thù Song Hye Kyo sau khi bị vợ cũ hạ nhục, Song Seung Hoon liền ra mặt. Song Hye Kyo và Song Joong Ki là hai cái tên luôn bị dân tình đặt lên bàn cân so sánh, mặc dù đã đứng ai nấy đi được một khoảng thời gian dài. Cách đây không lâu, cư dân mạng không ngừng tranh cãi cho rằng vốn tiếng Anh của Song Joong Ki không được tốt. Trong khi đó, Song Hye Kyo lại tham gia các hoạt động quốc tế rất nhiều và việc nữ diễn viên trau chuốt vốn tiếng Anh của mình là điều mà người hâm mộ đều biết. Cũng vì lý do này mà cư dân mạng bắt đầu chê bai, cho rằng Song Joong Ki không xứng với Song Hye Kyo là đúng và lép vế hoàn toàn khi vươn tầm quốc tế. Tuy nhiên, mới đây người hâm mộ đã tìm ra được bằng chứng cho thấy vốn tiếng Anh của Song Joong Ki không phải dạng vừa. Khi chia sẻ chuyện con cái với truyền thông xứ Trung, nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào hành động đáp trả sau khi bị đem ra so sánh, chê bai không biết nói tiếng Anh như Song Hye Kyo. Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ cũng tìm ra được bằng chứng nam diễn viên từng nói tiếng Anh trong suốt buổi họp báo cách đây một năm. Ngoài ra, Song Joong Ki từng tốt nghiệp trường đại học danh giá Song Kyung-wan với số điểm 90 chỗ X, nên việc không biết nói tiếng Anh hay nói tiếng Anh yếu kém là điều không thể. Cách đây ít ngày, tên tuổi Song Joong Ki cũng phủ sóng khắp các mặt báo. Các tin tức chủ yếu xoay quanh hoạt động của nam diễn viên tại Liên hoan phim Cannes 2023. Hoạt động tích cực ở mạng điện ảnh đã giúp chồng cũ Song Hye Kyo debut ở vị trí số 2 trong bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên Hàn tháng vừa qua. Được biết, Song Joong Ki trở lại trường quay My Name is Low Ki-wan ngay sau khi kết thúc lịch trình tại Cannes. Quá trình ghi hình tại bối cảnh Bali của phim đến nay đã hoàn tất. Trên mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc đẹp của nam diễn viên tại lễ đóng máy cũng đã được công bố. Về phía Song Hye Kyo, ngoại tứ tuần, cô vẫn đắt sâu quảng cáo, chụp tạp chí, cô được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Hàn vì vẻ đẹp nổi bật. Gần đây, nữ diễn viên thường xuyên được đẩy thuyền dưới loạt nam thần K-pop. Mới đây nhất, vợ cũ Song Joong Ki còn được Song Seung Hoon bày tỏ tình cảm. Cụ thể, hôm 1 tháng 6, Song Seung Hoon trái tim mùa thu đã thực hiện buổi phỏng vấn với tờ Hollywood. Đang chú ý trong bài phỏng vấn, Song Seung Hoon bất ngờ nhắc tới bạn gái tin đồn Song Hye Kyo, đồng thời thể hiện sự ủng hộ dành cho tác phẩm mới nhất của cô. Tôi đã liên lạc riêng với Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon và tâm sự với họ rằng tôi đã xem The Glory. Được biết, hai mỹ nhân The Glory đều từng hợp tác với tài tử sinh năm 1976 ở các tác phẩm khác nhau, trong đó Song Hye Kyo đặc biệt từng dính tin đồn tình cảm với Song Seung Hoon khi cùng tham gia phim Trái tim mùa thu. Lần gần nhất hồi đầu năm 2021, hai người sao vừa nghi vấn tình cảm khi tài tử Trái tim mùa thu đăng lên trang cá nhân bức ảnh cười hạnh phúc bên tấm poster của anh và Song Hye Kyo. Cũng trong buổi phỏng vấn với Hollywood, Song Seung Hoon đã dành nhiều lời tán dương cho tài năng của Lim Ji Yeon. Hồi đóng Upsis, tôi nhớ Lim Ji Yeon có gương mặt vô cùng trong sáng, nhưng cô ấy bất ngờ lột xác với vai diễn kẻ bạo lực học đường trong The Glory. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Dù đây là lần đầu nữ diễn viên hóa thân vào vai phản diện, nhưng cô ấy đã làm rất tốt. Lim Ji Yeon xứng đáng nhận được một tràng pháo tay từ khán giả. Song Hye Kyo, tuổi thanh xuân gắn liền với những vai mỹ nhân xinh đẹp, yếu đuối cần chở che. Với việc thể hiện thành công hai vai diễn chính trong bộ phim Trái tim mùa thu và Một cho tất cả, mỹ nữ nhanh chóng bước chân vào hàng ngũ ngọc nữ đỉnh nhất lúc bây giờ. Song Hye Kyo, tuổi 20 đỉnh đám ra sao thì ở tuổi 40 vẫn nguyên như vậy. Có thể thấy ở mỗi một thời kỳ cô nàng đều có phim hot, tuổi 30 là Hậu duệ mặt trời, sang 40 là The Glory, giữ vững ngôi vị nữ thần Hallyu số 1. Thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng tiếc rằng đường tình duyên của Song Hye Kyo không mấy suôn sẻ khi cô nàng đã lỡ một lần đò. Hiện tại, Song Hye Kyo chính là nữ thần độc thân vạn người mê. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.